Rồi. Bài tập của ngày hôm nay mình sẽ cùng nhau tập buổi cuối của cái phần đốt sống cổ nhé. Thì có một loạt các test kiểm tra nó rất là đơn giản thôi. Thực ra thì khi mình có vấn đề sức khỏe về chính xác một cái vị trí nào đó ở đấy thì động tác bài tập thì lại rất là đơn giản khi mà tập trung vào đúng cái vị trí đó. Còn các cái động tác liên quan ở quanh ấy, xung quanh thì mới là Đây ạ. mất nhiều thời gian thôi. Rồi mời mọi người nằm sấp xuống nhé và đừng nằm gội nhé. Quan sát trước này, mình sẽ nghiêng đầu sang bên phải trước nhưng mà lại áp cái tai của mình xuống nhé, đồng thời cúi cái đầu của mình nhìn về hướng cái vai, nghiêng đầu rồi, nằm áp má của mình xuống thảm, áp má và tai của mình xuống thảm, sau đó cúi đầu của mình hướng về phía vai phải. Được rồi ạ, mọi người nằm xuống đi ạ. Cúi đầu này, cúi nhẹ cái đầu của mình xuống, hướng về phía vai phải, rồi cứ nằm nguyên nhé, nằm nguyên lắng nghe là chính thôi, chứ đừng nhìn ngang nhìn dọc nữa, tập rất là quen rồi, giữ nguyên đó thôi nhá. Rồi tôi sẽ giải thích kể. Khi chúng ta nằm xuống rồi đấy và cúi nhẹ đầu nhìn về cái hướng vai phải thì cứ mỗi hơi hít vào thật thoải mái, mỗi hơi thở ra thì mình thả lỏng nó ra, có cảm giác như là buông và thư giãn cái cổ của mình ra, buông và thư giãn cái cổ nhá. Rồi thật lòng buông thả lỏng thư giãn cái cổ thật nhẹ thôi. Bắt đầu từ đây này, đo lường và cảm nhận xem, tính toán xem cái cảm giác đau tức hoặc là nó chỉ là tưng tức một tí thôi. Theo cái thang điểm từ 1 đến 10 thì mình cố gắng gọi tên ra nó đang ở thang điểm mấy. Tất cả các bài tập trước là chúng ta đã được học hết tất cả các thứ liên quan đến cảm xúc, cảm giác rồi giác quan của cơ thể của mình rồi. Có lẽ là từ khi đó đến tận bây giờ mà ai đó mà thuộc người nhạy cảm ấy, gọi là sống có một chút gọi là nội tâm ấy, mà trong đó, trong khi đó sức khỏe nội tâm là một loại sức khỏe rất là quan trọng, nó giúp chúng ta có cái năng lực tự sửa chữa chứ không phải cứ muốn sửa mà sửa được đâu nhé, hoặc là sử dụng các cái công cụ mà có thể sửa được. Mình vẫn phải biết lắng nghe và cảm nhận được cơ thể của mình. Thì khi chúng ta nghiêng đầu sang bên phải nhé, thả lỏng để tự nó vặn, tự nó bẻ, và đo lường tính toán xem cái cảm giác tức chối ở cái thang điểm bao nhiêu. Ai đó mà không bị thái hóa đốt sống cổ đấy thì chỉ đơn giản là một bên yếu một bên khỏe thôi, và chẳng ai là không bên yếu bên khỏe cả. Hầu hết mọi người đều bị xô lệch cơ thể bên trái bé hơn bên phải, và bên trái thì thường là dẻo hơn bên phải, nhưng theo thời gian thì bên trái lại là bên tổn thương nhiều hơn. Lý do là bên trái mềm dẻo hơn nhưng lại dễ bị gọi là giãn cơ hay là suy cơ hơn. Thường là mọi người nghe cái câu là suy cơ tạng đúng không, nhưng để suy được cơ tạng cũng không hề đơn giản, cũng là muốn có cái cơ thể yếu như vậy cũng không hề đơn giản. Thì tương đương với việc là để suy cái cơ ở cổ ấy, chúng ta cần được một cái thời gian rất là dài. Tĩnh nhá. Rồi bình tĩnh, nhổm dậy. Nhổm dậy nhá, chúng ta xoay cái đầu của mình này, chậm rãi thôi. Hơi nâng cái ngực của mình lên để nhổm dậy. Xoay cái đầu mình sang bên trái, cũng làm giống như vậy. Ép. Hơi cúi nhẹ đầu của mình xuống, áp tai này và má của mình xuống thảm, cúi nhẹ đầu xuống, đúng không ạ? Rồi thật thoải mái, thật thả lỏng nhé. Bắt đầu đo lường tính toán tiếp, xem các cái cảm giác, cái cơn đau nó ùa tới thì theo thang điểm từ 1 đến 10, và bắt đầu so sánh với bên phải, và tự mình phải phát hiện ra, tự mình phải làm sao trị liệu và chữa trị cho mình ra theo cái thang điểm thứ tự ưu tiên bên trái với bên phải đấy, đúng rồi. Thì bên nào nó làm sao ạ?
nó yếu hơn, bên nào nó khỏe hơn. Và thường thì là chúng ta chưa bị tổn thương đốt sống cổ hoặc là chưa bị thoái hóa thì cái cổ bên phải nó sẽ cứng hơn, cổ bên trái nó sẽ mềm hơn nhá. Nhưng ai đó mà đã bị thoát vị đốt sống cổ đấy thì đa phần là bên trái đã bị tổn thương nhiều hơn. Thì vừa rồi tôi có giải thích là suy cơ đúng không, cơ bắp của chúng ta theo thời gian nó sẽ chảy, nó sẽ nhão ra. Nữ giới thì rất là sợ xấu, sẵn sàng chi khá là nhiều tiền cho cái gương mặt của mình. Khi mà cơ mặt của mình bị suy ấy, thì nữ giới là rất là quan tâm. Nhưng càng lớn tuổi thì tầm khoảng 50 tuổi trở lên ấy, thì cái thứ tự ưu tiên hàng đầu lại chuyển vào sức khỏe và sự chết là chính. Vì theo thời gian những nhu cầu của mình nó biến đổi, nhưng hầu hết là mình không có sự chuẩn bị. Chúng ta lại cần phải dành quá nhiều thời gian về việc phải chuẩn bị cho cuộc sống sau này 50 tuổi sống như nào, 51, 52, 55, 60 tuổi sống như nào, ăn cái gì, không mình có cái gì đâu mà ăn và sống. Nhưng mà cái chất lượng cuộc sống thì cũng rất là quan trọng. Cứ mỗi thứ một tí, mỗi thứ một tí nó làm mình rất là mệt mỏi. Cứ giữ thật tĩnh nhé, càng tĩnh càng tốt. Cố gắng cảm nhận nhé, càng cảm nhận được nhiều thì cái năng lực tự chữa lành cơ thể của mình nó càng kích hoạt lên mạnh. Sợ nhất là mình đang có cái bệnh rất là nặng rồi. Ví dụ như bây giờ chúng ta liệt kê ra cái thang điểm thoái hóa đốt sống cổ, nó ở thang điểm 10. Nó có nghĩa là nó có 10 thang điểm. Vậy thì thang điểm đầu tiên nó chỉ là cảm thấy tức tức và chối chối thôi. Ví dụ ngay trong cái động tác test kiểm tra này, có người thì chỉ cảm thấy tức tức bên phải hoặc bên trái ít nhiều thôi. Và so sánh hai bên thì đúng là bên phải nó cứng hơn bên trái được khoảng một tí. Có thể là bên phải cứng 10 thì bên trái thì cứng 9. Đó, đấy là cái thang điểm đầu tiên. Và cái thang điểm cuối cùng là thoát vị đốt sống cổ. Và thoát vị rồi thì tôi cảm giác như là cổ của mình có thể rơi và rời ra khỏi thân thể của mình bất kỳ lúc nào. Chỉ cần mình sơ sẩy thôi, có nghĩa là mình có cảm giác như vậy. Tại vì cơ bắp nó nâng đỡ cái đốt sống cổ của mình ấy, nó không còn nữa rồi. Các cụ có câu là, mọi người ngày xưa có câu, các cụ trước ấy, có câu là cái cổ để lộ thì xuân nữa. Vậy thì rõ ràng là sức bóp ở phía ngoài cái cổ đã cho chúng ta biết được cái sức khỏe sắc đẹp của mình rồi. Còn sức khỏe ở trong đốt sống cổ nó lại càng cho chúng ta biết được cái sức khỏe của mình. Ai đó mà mắc phải thì mới thực sự là trải nghiệm, mới nó cảm nhận nó nhiều nhất nhé. Rồi nâng vai và ngực của mình lên, cứ chậm rãi thôi, càng rậm càng tốt. Từ từ này, ngửa cổ của mình nhé, rồi đè xuống, ngậm miệng này, ngậm miệng của mình lại, đẩy cái hàm răng dưới lên, đè lên hàm răng trên. Sau đó cố gắng nhé, để các phần da thịt cổ của mình chạm thẳng, đúng không? Rồi từ đây có phải là mình có cảm giác là các đốt sống cổ nó dồn, nó đè, nó chồng lên nhau đúng không? Nó rất là tức ở phần gáy. Ở trong cái động tác test tiếp theo này đấy, thì rất nhiều người có cái phần thịt ở gáy rất là cứng, đặc biệt là cái đoạn mà đốt số 7, đốt số 6, đốt số 7. À, thi thoảng mạng nó kém, nó cứ văng ra vòng vào không sao cả. Chúng ta vẫn tập tiếp tục tập tiếp nhé. Khi mà chúng ta chạm cái phần thịt cổ của mình đấy, da thịt ở phía trước cổ chạm xuống thảm, thì điều gì xảy ra nhỉ? Toàn bộ các đốt sống nó sẽ xếp chồng lên nhau và bị bẻ cong về phía sau một cái ngưỡng nhất định nhá, không gây tổn thương đâu, mà chỉ có gây kích thích để giúp cho nó tự có cái năng lực chữa lành thôi. Thì ở đây khi chúng ta đè căng như này thì có rất nhiều người là cái phần da thịt ở phía sau gáy của chúng ta nó rất là rắn, rắn lắm đấy, rắn đến mức độ mà mình cảm giác như là cái vết chai ở gót chân của mình đấy, thậm chí là những cái chữ người ta gọi là cái các cái vết chai chân đấy, rất là cứng, cứng đến cái mức độ mà mình không hề biết là nó có tác dụng gì hay là tác hại gì cả. Nhiều người cứ xoa 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 cơ mặt của mình nó đẹp thì sợ ngực của mình nó chảy xệ, sợ mông sợ bụng của mình nó dạ, rất là sợ rất là nhiều thứ, nhưng toàn những cái thứ nó có ít có giá trị thôi. Chứ còn ở đây cái cổ của mình cứng mới là vấn đề to, toàn bộ cái hệ điều hành của mình bên trên nó mà có tổn thương thì mới là vấn đề rất là lớn nhé. Cái giao diện thân thể của mình nó tốt chăng nữa, nhưng mà cái hệ thần kinh của mình có vấn đề thì là cả cơ thể nó tổn thương rất là nặng. Thì ở đây khi các đốt sống cổ đấy,
được bẻ cong về sau với mức độ vừa phải thì nó sẽ đè chồng lên nhau. Đây là cái test kiểm tra rõ cảm nhận hơn rất là nhiều. Ví dụ như ở trong nhóm nhóm nước mình đấy, có các cô đang có tổn thương đốt sống cổ, thì cái động mạch đốt sống cổ có nghĩa là có một cái động mạch nó đưa máu lên đầu của mình, lên não bộ của mình, nó nằm ở trong xung quanh đốt sống cổ. Thì khi chúng ta ngửa đầu về sau đấy, thường là những người lớn tuổi, người trung cao tuổi mà hoặc là trẻ tuổi có vấn đề là tổn thương thoát vị đốt sống cổ, hoặc là chỉ cần là thoái hóa nặng thôi, thoái hóa nặng hơn một chút thôi chứ không đến ngưỡng của thoái hóa, thì khi chúng ta ngửa cái đầu về sau một cái, chúng ta quay tròn đấy, cái động tác xoay tròn ngửa đầu về sau đấy, thì xoay đến lần thứ hai, lần thứ ba là bị choáng rồi. Mà thực sự là xoay đến lần thứ hai, thứ ba mà đã bị choáng, mà về sau không dám xoay nữa, và cứ như thế mà cứ để chờ đợi nó chuyển thành thoát vị đấy, thì rất là thiệt thòi. Mà nguyên nhân chính chủ yếu là do mình chẳng có trí tuệ thôi, mình không có tuệ ở cái lĩnh vực này, ở cái công việc là ở cái phần mà mình chăm sóc sức khỏe, cái cuộc sống của mình thì mình phải có tuệ thì mình cũng có thể là tự chăm sóc cho mình được, chứ đừng có dùng cái cách là cứ có cái thuốc gì đó uống cho tôi đỡ choáng ở trong mặt thì rất là tệ nhé, và hầu hết mọi người đều phải trả giá rồi. Có hàng nhiều ngàn người trước đây tôi hướng dẫn giảng dạy là mắc phải cái vấn đề này, mà cứ ở cái ngưỡng là đưa thuốc gì cho tôi uống đi, suy nghĩ rất là đơn giản và mộc mạc như vậy, và xã hội bây giờ họ không suy nghĩ như vậy nữa rồi. Rồi nhá, giữ thật căng thật chắc nhá, thật tĩnh thoải mái này, tiếp tục nhá, hai tay chống ngang vai eo, lưu ý nhá, hai tay chống ngang vai này. Rồi từ từ đẩy lên, đẩy ngửa người lên này. Đúng rồi, rất nhiều người sẽ đau ấy, đẩy ngửa người về sau rồi, nhưng mà chúng ta không bẻ cong nhé, để sụt cái vai xuống thì cố gắng tác động một chút vào cái đốt sống ngực dưới, giữ nguyên nhá, thẳng tay ra. Rất nhiều người bị thoát vị đốt thắt lưng thì lại không thể bẻ được động tác này. Trước đây khoảng tầm hơn 20 năm trước thì tôi có giảng lại yoga và các bài tập chữa bệnh dưỡng sinh như thế này, thì có gặp rất nhiều nhiều người bị thoát vị đốt sống cổ như bài trước tôi chia sẻ đấy, nhưng bây giờ thì không nhiều nữa. Cái nhất là cái khu vực mà tôi sinh sống là Hải Phòng ấy, thì không thấy nhiều đâu, rất ít. Còn các thành phố nhỏ thì lâu lắm rồi, mấy năm dịch mình không di chuyển thì mình không đo lường được nó cụ thể là bao nhiêu. Còn tập yoga thì đâu đẩy thẳng lên đi, có nhiều người chưa đẩy, loan giang đẩy lên đi, cứ nằm mãi đôi tay ngang eo. Mạng lạ lắm, cứ nọ kia. Giữ thật tĩnh nhá. Chị Lương Hòa không cần chạm vào máy đâu, cứ để nguyên đấy thôi. Mạng của thầy nó kém ấy. Các chị tập rồi sau mấy nắm hôm rồi mình nhìn mình bị kinh nghiệm. Có hôm mạng của thầy kém, có hôm mạng của các chị kém, có văng ra văng vào, mình sờ vào điện thoại nó không có điều gì xảy ra đâu. Chị Ngô Dung nhổm dậy đi, dụ Ngô Dung này. Duỗi thẳng tay ra đẩy nhổm người dậy. Đúng rồi. Thả lỏng người nhé, sụt cái vai xuống. Mạng chắc là do hàng xóm xin dùng nhiều quá. Trên buổi sáng có buổi được một cái. Rồi buổi sau tôi sẽ để sang cái mạng khác. Dựng lên nhé. Nhớ là tay ngang vai đấy nhá, thả lỏng cuộc sống của mình ra để tự nó chìm xuống. Đúng rồi. Rồi từ từ dựng hai bàn chân này, dựng hai cái bàn chân lên, dựng hai bàn chân nhé, thấy đứa trẻ nâng người lên, cố gắng này, nằm xuống nhưng mà duỗi hai tay về sau, áp cái má trái của mình xuống thảm. Đúng rồi, động tác này sẽ bẻ rất là căng và bẻ sâu vào các đốt phố 5, 6, 7, đốt sống cổ của mình, C5, C6, C7. Mông không chạm gót chân nhé. Thì ai đó mà đang ở trong cái ngưỡng mà thoát vị đốt sống cổ đấy là sẽ trải nghiệm mạnh mẽ nhất. Nhưng mà khi vặn ở cái ngưỡng này thì nó rất là nhẹ, vừa phải thôi. Trong trường hợp có người đau quá nhé, thì có thể chống chống tay ngang vai này để hỗ trợ giảm bớt cái lực vặn đi. Còn ai đó mà quá đau nữa, có nghĩa là nặng quá rồi đấy, thì ngồi hẳn xuống, có nghĩa là mông chạm vào tịt vào gót chân của mình như này này đó,
Còn lớp mình thì ở đây chỉ có cách thôi, thì có cách phải điều chỉnh nhá. Điều chỉnh bằng cách này, một là đang làm giống thầy nhá, là mông chạm một gót chân đúng không, xoay đầu sang trái, áp cái má của mình xuống. Còn trong trường hợp cô cách làm cái động tác này thì nó nhẹ, nó chưa tác động và chưa cảm nhận rất nhiều, thì cô làm giống như mọi người và chống hai tay ngang vai để giảm bớt cái trọng lượng tác động trực tiếp vào đốt sống cổ. Còn lớp mình thì không ai có tổn thương gì cả, thì cố gắng tập nó căng lên một chút để tăng cái biên độ lên, thì cứ giữ nguyên nhé, tôi sẽ giải thích nhé, cực kỳ quan trọng đấy. Đôi khi những động tác cực kỳ là vớ vẩn và nhảm nhí nhưng nó lại giúp cho chúng ta cực kỳ nhiều sức khỏe. Và mọi người tập cùng với tôi cũng như là xem kênh YouTube của tôi rất là nhiều đúng không, tôi nói được tôi phải làm được, có nghĩa là có thể lực, có sức khỏe, sức mạnh, chứ không chỉ là tập dưỡng sinh lời cời vớ vẩn đúng không, cứ lều tèo vài động tác gật lên gật xuống chẳng giải quyết cái gì cả. Cho dù mọi người có ăn uống dinh dưỡng cực kỳ nghiêm túc chuẩn chỉnh, thậm chí là vẫn cân kiểu ni ra cân, mà chuẩn nhất ở đây thì chỉ có những người tập gym thôi. Nếu mà để tính theo cái thang điểm tập luyện thể dục thể thao đấy, thì những người tập gym họ cầm cả cân kiểu ni ra họ cân thôi, rất là chuẩn, cực kỳ nghiêm túc và ý thức thì họ mới có cái body đẹp như vậy, có nghĩa là họ nói được làm được, chứ cứ bảo ăn cái này tốt ăn cái kia tốt mà trông body chán òm hết cả người ra thì tạo lắm. Có nghĩa là mình nói nhưng mình chẳng chứng minh được thực tế, những cái điều mình nói nó chỉ là cái chuyện gọi là chuyện chuyện trên trời dưới đất thôi, chuyện chuyện chơi chơi chung chung thôi. Mà càng nhiều tuổi mà càng nói như vậy thì rất là ngại miệng đúng không, từ đình người lớn tuổi cũng vậy nhé, đó là những người mạnh mẽ khỏe mạnh mà họ chứng minh được rằng là cái điều họ làm là đúng. Vậy thì mình cũng vậy thôi, nhiều tuổi lớn tuổi rồi thì mình hoặc là mình cũng là người bình thường thôi, cũng chẳng có nhiều thời gian hay là cũng có niềm đam mê về tập luyện thể dục thể thao, thành ra cái body của mình nó cũng không được như mình gọi là hài thế hài lòng. Nhưng trông như vậy đấy nhá, tốn khá là nhiều nguồn lực và tiền bạc vào những cái việc khác tương tự đấy để nâng cấp sức khỏe sắc đẹp của mình đấy, chỉ có điều là mình cũng gọi tên được ra thôi. Vậy thì thường thường là mọi người thì chỉ cần cố gắng duy trì ở cái mức là cái cơ thể của mình nó đủ cái chiều cao, cái cân nặng nó tương ứng với cái chiều cao của mình là được, có lẽ là không quá béo mà cũng chẳng quá gầy thôi, thì chất lượng thịt của mình, cái vóc dáng của mình cũng không đẹp như những người tập gym đúng không, hoặc là mình không thực hiện được những cái động tác mà nó tạo ra những nguồn sức mạnh rất là lớn, thì mình chỉ là người bình thường thôi, bình thường hoặc là dưới cái mức bình thường thôi, thì mình cố gắng làm sao để cái duy trì cái cơ thể của mình nó ở cái cân nặng tối ưu, đủ cân thế là tốt rồi, đạt cái ngưỡng người bình thường thôi. Còn khi mình đang tập như này này thì có nghĩa là mình đang có vấn đề sức khỏe về cái đốt sống cổ, vậy thì đốt sống cổ của chúng ta chưa đạt được cái mức bình thường đúng không, vậy thì cố gắng tìm cái cách nào đó để đạt về cái mức bình thường thôi. Thì thông qua các động tác test từ nãy đến giờ nhé, thì chúng ta làm sao buộc phải cảm nhận và phát hiện ra xem bên trái với bên phải nó xô lệch với nhau là bao nhiêu theo cái thang điểm tức mỏi ẻm, chứ không phải cứ tập cho nó xong việc, thầy ơi động tác gì nó chữa đau sống cổ, chữa các cái vấn đề liên quan đến sức khỏe của cái phần đầu của tôi, có thể là họng, có thể là mũi, có thể là tai, có thể là mắt, tôi tập mà mắt nó mờ đi theo thời gian, sau tập một thời gian tôi thấy nó lại rõ ràng, ừ tốt lắm thầy ạ. Nếu mà cứ nghĩ đơn giản như vậy thì chắc chắn là không kích hoạt được cái năng lực chữa lành của cơ thể mình đâu, mà mình phải cảm nhận thấy chỗ nào đó nó yếu nó khỏe và theo thời gian tại sao nó tăng lên, tại sao nó giảm đi, nó phải có lý do của nó chứ đúng không. Rồi mình tính nhá, mình tính hơi nhổm dậy một chút này, xoay đầu của mình sang bên trái, hai bên giống nhau thôi, cúi nhẹ xuống một chút xíu rồi nhá, đau quá thì tay vẫn cầm, còn không đau thì cứ để nguyên thôi, thật thoải mái. Giữ nguyên nhá. Trong lúc mọi người giữ ấy, thì tôi sẽ kể những câu chuyện ngắn ngắn thôi. Trước đây tôi có một quen một cô dược sĩ, mà cô ấy thì cô ấy ngồi bán hàng đấy, ngồi bán hàng nhé. À, cái quán của cô ấy, đây là câu chuyện rất có thật nhé. Tôi toàn câu chuyện có thật, hầu hết là toàn chuyện thật đấy, tại vì hàng ngày mình tiếp xúc nhiều lắm, cực kỳ nhiều luôn. Cô ấy, cái quán của cô ấy thì đứng từ phía ngoài vào thì cái quầy bar của cô ấy, cái quầy bán thuốc ấy ở bên tay trái, có nghĩa là nhìn từ phía ngoài vào thì ở bên tay trái, nhưng ở phía trong đấy thì cô ấy nhìn ra ngoài thì cái cửa mà mở thì là bên tay trái cô ấy, cái cửa để mở thì cái cửa kính cường lực ấy thì phải mở một cánh về bên tay trái, có nghĩa là ở trong nhìn ra cái cánh cửa là mở ra bên tay trái, còn ở ngoài nhìn vào thì cái cánh cửa cường lực ấy mở ra thì là ở bên tay phải.
Thì khi khách hàng họ bước vào đấy thì họ phải bước vào từ cái bên cái cánh cửa bên tay phải của họ, và ở trong nhìn ra thì cái cánh cửa bên tay trái, đúng không? Vậy thì cứ có khách ra khách vào thì cô phải ngẩng lên chào khách, và cái cửa đi ra đi vào bên tay trái thì cái lối đi vào, cái lối đi vào quầy bar cũng phải là bên tay trái từ phía trong nhìn ra, đúng không? Vậy thì cô ấy thường là phải xoay người sang trái và xoay đầu sang trái để chăm sóc khách hàng và tư vấn cũng như là hỗ trợ khách hàng. Và khách hàng thì cứ ngồi về bên tay trái của cô ấy, bên tay trái, đúng không? Vậy thì cái đầu cái cổ của cô ấy theo thời gian ấy nó lệch hẳn hoàn toàn sang bên trái. Thì lát nữa có cái tư thế rất là đơn giản để mọi người test được kiểm tra nhé. Và thường là ngồi trước gương thì chúng ta sẽ cảm kiểm tra cực kỳ dễ thôi. Tôi có thể cam kết rằng là sớm hay muộn chúng ta cũng bị thoát vị đốt sống cổ. Tại vì cái nghiệp của chúng ta là hàng ngày nó liên tục, mà nghề đi với nghiệp, mà bản thân mình cũng vậy nhé. Và mình không hề biết đâu, chỉ có những người có chuyên môn như chúng tôi chỉ ra trước thì mọi người mới cảm nhận thấy được. Hơi buông lỏng ngừng tay rồi thì anh cùng quỳ nhá. Rồi khi thế anh cùng quỳ thì chúng ta xoay thẳng người về cái hướng mà có cái gương, thì ở đây tôi xoay thẳng về phía trước nhé để mọi người quan sát nó dễ thôi. Còn mọi người đang quay những đồ đó thì cứ xoay lại thôi. Rồi khi ngồi như là thế anh cùng quỳ ấy, thì trong trường hợp chúng ta có cái gương ở phía trước mặt nhé, đúng không? Thì mọi người làm một cái gióng này, để tôi có cái thước này, làm cái gióng nhé, ở giữa cái rốn của mình, đúng không? Mình cứ ngồi làm sao đó mà thấy nó thẳng tắp một hàng từ dưới lên trên, đúng không? Thẳng tắp nhá. Sống mũi của mình này hướng xuống giữa cổ của mình này, giữa cổ nhá. Sau đó giữa lồng ngực, giữa hai bầu ngực xuống thẳng đến rốn và xuyên thẳng xuống dưới sương mù của mình. Thì đây là một tư thế rất là đơn giản nhưng test kiểm tra được nhá. Ngồi thật thoải mái thả lỏng ra, thật thoải mái thả lỏng, không thấy cái đầu của mình nó lệch sang bên trái. Còn rất nhiều người bị lệch như này, tôi sẽ tiến gần vào cam để mọi người quan sát nhé. Đây là một cái test kiểm tra cực kỳ đơn giản, phát hiện sớm luôn. Cái đừng chờ để đến khi mà nó thoát vị ra rồi rồi mới chữa thì không kịp đâu, có mà uống rời, đúng không? Có mà uống thuốc ăn vàng mọi người cũng chẳng khỏi được. Chứ đừng có nhiều người ta bảo chém gió, động tác này động tác kia khỏi, tôi chả dám nói chuyện như vậy, đúng không? Chỉ không sao cả nhé, cứ giữ nguyên nhé. Sao vậy nhỉ? Rất là mệt mỏi. Mạng cực kỳ khỏe luôn. Chắc là vẫn đang lát như bình thường thôi. À, mọi người vẫn đang nghe đấy ạ. Đúng rồi. À, tôi nhắc lại nhé. Khi chúng ta ngồi nhìn thẳng mình vào gương ấy, thì theo cái hướng này, cố gắng ngồi thẳng thẳng nhé. Hai cái vai của mình nó tất nhiên là nó cân rồi, nó không lệch rồi, đúng không? Nhưng mà nhìn từ sống mũi của chúng ta xuống, hướng xuống này, hướng xuống thẳng xuống phía dưới này, nó phải đi giữa ở cái cổ của mình, đi ở xuống thẳng xuống phía dưới giữa cổ của mình nhé. Tiếp theo đó là gióng thẳng một mạch đến tận rốn và xương cụt xương mu của mình, thì mình chỉ cần hình dung và tưởng tượng thôi, chắc chắn là như vậy nhá. Còn ai đó mà đang có cái nghề nghiệp tương tự như vậy thì nó sẽ lệch cổ như này này, mọi người nhìn nhá. À, nó đẩy toàn bộ cái đầu của mình ra khỏi đốt sống cổ như thế này đó, lệch này, mọi người nhìn thẳng này, lệch này đó, nó lệch nhá, rõ ràng lệch này. Rất nhiều người như này, đây là giữa ngực rồi, bị lệch hẳn sang một bên rồi, đúng không? Có thể đại đa số đều lệch sang trái nhá, đại đa số đều lệch sang trái, chỉ có số rất ít là lệch sang phải. Đó, lệch sang phải là như thế này, đúng không? Mọi người nhìn nhá, quan sát lại nhá, tôi để cái thước ở giữa cổ này. Đây là lệch sang trái này. Đó, vai thì không hề xô lệch nhưng lệch mỗi cái cổ đấy. Đó, đúng không? Nếu mà cứ ngồi mà cứ rõ ràng là ngồi thế, ngồi quỳ mà như thế này nó toi nó toang này. Đấy, thì trong lớp học của tôi thi thoảng tôi gặp một người như vậy. Thi thoảng học nhá, lớp lớp apply bình thường ấy. Có các bạn làm kế toán là hay bị nhất, làm những cái nghề mà liên quan đến sổ sách mà cho công ty đấy, và các bạn làm dược, các bạn làm dược ấy là hay hay có cái điệu như vậy.
Tại vì ngồi cứ ngồi hay tì một tay xuống xong rồi tư vấn, thế lâu dần cái cổ mình nó lệch đi như thế này mà mình chả biết gì cả. Khi bình thường mình đi đứng nằm ngồi quỳ bò thì không sao, có thể rất là khó phát hiện ra, nhưng khi mình ngồi ở tư thế anh hùng quỳ thì bắt đầu mình mới phát hiện ra. Rồi giữ thật tĩnh nhá, tiếp tục này, nghiêng người duỗi hai chân về trước, càng duỗi kéo ngửa lòng bàn chân này. Khóa chặt nhá, thật tĩnh nhá, khóa chặt, tĩnh rút dài cột sống về trước. Vậy thì từ nãy đến giờ đấy, một loạt các cái kiểm tra từ nhẹ đến cao và từ hơi khó đến đơn giản sẽ giúp mình phát hiện sớm cái tình trạng tổn thương đốt sống cổ của mình đang ở cái thang điểm nào đó. Tôi ví dụ rồi, từ thang điểm 1 là chỉ thấy tức tức và chối chối thôi. Những cái sự tức chối đấy là phải đo lường được ở cả hai bên nhé. Và cuối cùng nặng nhất là cái mức điểm 10 là thoát vị rồi. Và thường mà những người thoát vị nhẹ đấy, thì khi mọi người xoay cái cổ tròn như thế này này, xoay tròn này, đó, thì tự động sẽ bị thấy choáng. Và thường là choáng ở cái vòng thứ hai. Vòng thứ nhất thì xoay thì thấy bình thường, nhưng vòng thứ hai bắt đầu choáng, có lẽ là siêu vẹo ngã luôn, đúng không? Vậy thì mình có rất nhiều các cái test kiểm tra nhé. Và thông qua cái việc mà cảm nhận thấy rằng là cơ thể của mình nó đang tổn thương ở mức độ nào đó, thì bắt đầu cơ thể của mình nó mới kích hoạt những cái năng lực tự chữa lành. Có nghĩa là mới phát hiện ra nó tổn thương ở đó, nó đau ở đó, thì tự động nó chữa, đúng không? Và các cái buổi trước, hôm trước ấy, hôm trước là hôm qua, ở trong lớp apply mà tôi dạy vào 6 đến 7 giờ tối, chiều tối đấy, thì có một anh tên là Cường, và các buổi trước tôi chia sẻ rất là nhiều đấy. Anh bị tai biến, và rồi gần như là mất hoàn toàn cái năng lực cảm nhận cơ thể của mình. Và có lẽ là mất phải khá nhiều thời gian sau nó mới hồi phục lại đấy. Lý do chính là cái năng lực vận động của anh ấy từ nhỏ đến lớn là nó rất là kém. Thường thì mọi người tập trung quá nhiều vào cái việc là mình tập trung thời gian, dành gần như toàn bộ thời gian để kiếm tiền thôi. Và con cháu của chúng ta cũng vậy, dành gần như toàn bộ thời gian vào học tập. Thành ra là các kỹ năng liên quan đến kỹ năng sống, đặc biệt là kỹ năng vận động, nó là hẳn một loại trí thông minh nhé. Và cái loại trí thông minh này là khủng khiếp cực kỳ luôn. Không phải là tôi là người thích vận động mà tôi nêu bật lên cái giá trị của việc vận động đâu. Tôi cũng rất thích kiếm tiền, rất thích các loại trí tuệ khác, chứ không chỉ đơn giản là gọi là đơn giản là đó ngu si tứ chi phát triển rồi chỉ thích mỗi tập không đâu. Khi mà chúng ta càng điều khiển cơ thể của mình một cách linh hoạt khéo léo và mềm mại uyển chuyển, thì chúng ta mới mặc định có đủ 5 loại sức khỏe. Và khi thực sự chúng ta vận hành được cơ thể của mình theo cái mong muốn của mình, muốn gì đều điều khiển được đó, ít hoặc nhiều, thì chúng ta mới có một loại trí thông minh vận động. Và khi có trí thông minh vận động rồi thì cơ thể của mình nó mới hiểu, mà nó mới biết, nó hiểu từ trong cái cấp độ tế bào luôn đấy, trong não bộ của nó, trong cái tiềm thức của cái tế bào đó đấy, thì bắt đầu nó mới tự chữa lành được. Chứ rất nhiều người là lúc trẻ đấy chỉ tập trung vào việc học tập thôi, đi đứng nằm ngồi quỳ bò hấp tấp lắm, thậm chí còn ngã còn vấp, đến khi mình đau bụng mà mình cũng chẳng biết giải thích cho là đau bụng là đau ở chỗ nào của bụng, không biết, chỉ biết nói chung chung là đau bụng thôi. Bác sĩ hỏi là đau bụng là đau ở đâu, chả biết. Đến khi bác sĩ người ta ấn vào, người ta ấn vào tất cả các chỗ, người ta chỉ ấn ở bên trái, ấn ở bên phải, ấn ở giữa, ấn trên dưới, thì bắt đầu người ta mới bảo đau ở đây à, có phải không, xong đau ở đây à, có phải không, đau ở đây à, có phải không. Người ta chỉ ấn 5, 7, 10 chỗ rồi mình cũng bảo đau ở chỗ đó, đau ở chỗ đó, xong đau chỗ kia, nó cứ lệch tung tung cả. Đến bản thân của mình mà mình chẳng biết đau ở chỗ nào thì ai cứu được mình, đúng không? Bác sĩ người ta hỏi ra rồi mà cũng còn chẳng biết chính xác ở chỗ nào nữa cơ. Xong cuối cùng người ta ấn cái chỗ đau nhất rồi mình, ôi đúng rồi, đau đấy đấy, thế nào kia, ầm ĩ này, hời hợt quá. Như vậy là hời hợt quá và chả có một chút kỹ năng nào chăm sóc cho bản thân của mình cả, thì lấy đâu ra mà năng lực chữa lành nữa. Cho dù bác sĩ có cho uống thuốc rồi về khỏi rồi, xong rồi lại đau lại thôi, rồi buông lỏng nhòm dậy coi chân vặn người nhá, rồi bóp khớp cái bụng một chút, vặn thật căng nhá, chắc hóa thật căng chắc và thật chặt. Thật tĩnh, thật căng, thật chắc và thật chặt. Mỗi động tác sẽ giữ vài phút mà. Thì quan trọng là chúng ta giữ tĩnh là để làm gì nhỉ? Giữ nhiều thời gian là để làm gì nhỉ? Để cơ thể mình nó cảm nhận được cái cơn đau thôi.
để tự động nó kích hoạt cái năng lực chữa lành của cơ thể. Chứ còn mình tập mình chả thấy đau gì thì chả có cái điều gì xảy ra cả. Thực ra thì càng tập càng cảm thấy cơn đau càng dữ dội thì cái khả năng chữa lành càng lớn. Tuy nhiên thì mình phải chọn một cái ngưỡng thật là phù hợp với mình, chứ không phải cứ vặn bừa một cái đau quá là ai vui rồi buông ra hét toáng lên thì lại chỉ có tổn thương nặng thêm thôi. Cứ từ 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 tăng cái lực kéo, lực vặn, lực đè lên, thấy cái cơ thể của mình nó đau, đau rồi đúng không? Những đau là phải chấp nhận được, từ từ cảm nhận và chấp nhận được, chứ không phải đau là quá dữ dội, đau đến phát cũng không thể chịu đựng được. Thật tĩnh nhá, chắc tĩnh và thật chặt chẽ, tĩnh chắc thật chặt chẽ, cảm nhận xem các đốt xương của mình, ngay cả cả đơn giản các đốt xương cổ, nó tức có thăng điểm nào đó. Đừng chủ quan, hầu hết tất cả mọi người tổn thương cơ thể đều là do chủ quan hết, và một phần lớn trong nhóm chủ quan đó là do lười, thiếu trí tuệ, không bổ sung các kiến thức mà mình cần, dành quá nhiều thời gian dành vào những cái việc ít giá trị. Thôi buông lỏng, đổi bên. Khóa thật chặt nhá, chắc nhá. Có lẽ đơn giản ngày hôm nay đấy, giả thiết như bây giờ ai đó mà chưa bị thoái hóa đốt sống cổ, chưa bị thoát vị đốt sống cổ, thì đơn giản ngày hôm nay là mọi người cảm nhận thấy sâu hơn về cái thang điểm độ tức của bên trái với bên phải thông qua một loạt cái test kiểm tra từ đầu đến giờ đúng không? Trong cả một tiếng đồng hồ chúng ta chỉ có test kiểm tra thôi. Giữ thật tĩnh nhá, càng tĩnh càng tốt. Một loạt các động tác toàn loanh quanh vai cổ thôi. Sáu giờ tám phút, sáu càng tĩnh càng tốt nhá. Cảm nhận thang điểm cái đốt sống cổ mình xoay, nó đang tức ở cái hướng nào đó. Các cụ có câu là nghề đi với nghiệp mà, nhưng hầu hết mọi người đều không có cái công cụ để phát hiện sớm cái nghiệp của mình. Chúng ta thiếu công cụ, thiếu trí tuệ để phát hiện sớm cái nghiệp của mình, lâu dần dẫn tới là cơ thể chúng ta tổn thương rất là nhiều. Thường là các cô chú mà ở cái độ tuổi tầm khoảng 50 trở lên đấy, thì chúng ta hầu hết đều mắc cái bệnh là suy cơ đạm. Nghe cái từ suy cơ đạm thì chỉ đơn giản này, tất cả cơ quan rỗng ở trong người mình thì gọi là cơ quan nội tạng đúng không, gọi là cơ tạng. Có người thì suy dạ dày, có người suy ruột non ruột già, có người suy vòng họng, có người suy tim suy phổi gì gì đó đúng không. Chỉ có điều là chúng ta thiếu cái công cụ để phát hiện sớm và thiếu cái trí tuệ, cũng như là thiếu cái câu hỏi phát hiện sớm. Ví dụ như mình cảm thấy rằng là đau dạ dày gì rồi thì làm trận thuốc thấy nó êm thì thôi đi làm tiếp đúng không, lâu lâu lại bị làm trận nữa thì lại làm trận thuốc, thế là êm mình lại đi tập tiếp này, hay là lại đi làm sao làm tiếp. Hầu hết mọi người đều là như vậy, nhưng mà để đến cái khi mà suy đa tạng, suy đa tạng nhé, chỉ là vấn đề cực kỳ lớn, có nghĩa là tất cả các bộ phận cơ quan nội tạng của mình cùng lúc đều suy, và suy ít hay nhiều thôi. Ví dụ dạ dày của mình thì suy ở tầm khoảng 3%, 4%, ruột non thì tầm khoảng 20%, ruột già tầm khoảng 20%, đúng không? Các bộ phận khác cứ 5, 10, 20%, có bộ phận thì đến 30%, thậm chí là có một số bộ phận thì toạch luôn rồi. Ví dụ như bộ phận sinh dục, toạch luôn, mất chức năng luôn. Thường là mọi người, các cô nữ đấy, phụ nữ đấy, tầm vào độ tuổi 50 trở lên thì bộ phận sinh dục gần như là mất chức năng chính rồi, dùng để sinh nở, chức năng chính ấy. Thì đúng là mất luôn cái chức năng đó rồi, suy hoàn toàn rồi, hết chức năng rồi. Nhưng có người thì suy một cách rất là đơn giản, não hóa một cách rất đơn giản tự nhiên, nhưng đa phần thì là não hóa một cách làm sao không bình thường. Nó giống như là cái kiểu như giống là nó đơn giản là nó bị suy nhanh hơn mức bình thường. Thôi buông lỏng, quay lại, hai chân mở rộng bằng vai, tay đưa sang về sau nhé. Chúng ta sẽ từ từ gập và ngửa đầu theo hướng dẫn nhé, rồi đẩy lên trên cái bàn. Nhưng mà gập đầu nhìn về phía
bụng ngực của mình, giữ cái tĩnh thôi, đừng tập trung vào tập cái bàn mà tập trung vào giữ và khóa chặt cái cổ của mình, đừng để nó dao động lớn quá, giữ thật tĩnh thôi. Chúng ta đang tập cái nhóm cơ cổ, giữ thật tĩnh nhá, vài phút đấy. Rất là nhiều người không thể duy trì được vài phút đâu, là do cái cổ mình nó quá yếu rồi. Giả thiết bây giờ cái hộp sọ của mình nó rơi vào tầm khoảng 7 kg, 6-7 kg, toàn bộ các cái nhóm cơ ở cổ chả nhẽ là nó không thể giữ được cái hộp sọ của mình trong vòng khoảng vài phút à, yếu đến mức độ như vậy à? Tay của mình hoàn toàn có thể giữ được 7 kg trong vòng bao nhiêu nhỉ, 3 phút, nhưng mà là hướng duỗi thẳng, chứ còn nâng lên ngang thì chắc là cả vấn đề lớn đấy, rất là lớn, cực kỳ lớn luôn. Co duỗi cũng vậy, thì các bộ phận khác trên cơ thể của mình cũng vậy nhé, nó còn chẳng tải nổi một vật nặng vài kg cơ trong một thời gian nhất định. Thì cái cổ của mình cũng vậy, thông qua cái việc mình test như này nhá, mình gập đầu nhìn vào bụng, chị Dũng Hùng gập đầu nhìn vào bụng đi, đó, giữ thật tĩnh nhá. Ở đây cũng có cách thì mọi người để ý và hỏi thăm, có cách xem cô ấy tổn thương xương khớp cực kỳ nhiều, mà thấy cái vóc dáng của cô cũng rất là mỏng mảnh, có lẽ là trong một thời gian rất là dài là không ai hướng dẫn cách tập luyện ăn uống cho nghiêm túc chăm sóc. Càng lớn tuổi lên rồi thì cái cơ thể của chúng ta nó càng đòi hỏi nhiều cái năng lượng đặc biệt hơn. Trước đây còn trẻ có 18 20 thì ăn cái gì chả sống, ăn mấy con cá bòng bong, ăn mấy con tép, con tôm vớ vẩn, thậm chí con cá rô phi cũng khỏe cũng đẹp, da thịt cứ mơn mởn nữa đúng không. Bây giờ lớn tuổi lên rồi có khi phải ăn ăn cả vàng một người nữa cơ, cũng chưa chắc đã khỏe lên được. Thức ăn của chúng ta cũng phải tính toán nó rồi, chứ không phải là lúc đó mà nhiều tuổi lên rồi cũng vì con vì cháu hay là tằn tiện tiết kiệm lâu ngày quá nó thành thói quen. Thức ăn mấy con cá, mà con quả cà, quả cà miếng dưa rồi cơm rồi mắm chưng các thứ, thì lấy đâu ra nhiên liệu để mà vận hành cái cơ thể đã yếu đuối của mình, đã yếu kém của mình đúng không ạ? Cái độ trẻ thì đúng là 15, 17, 20 tuổi nó ăn cái gì nó chả đẹp, da thịt nó cũng mềm, nó cũng phấn rồi ta. Mình đã trải qua cái chu kỳ đó rồi, bây giờ được ăn uống rất là nghiêm túc, tập luyện tất cả mọi thứ đều ý thức. Rồi từ từ ngửa đầu của mình ra sau nhé, ngửa đầu ra sau, rất nhiều người sẽ có cảm giác hững một cái đấy. Tuy nhiên đừng có lo, tôi đã khống chế cái thời gian rồi, thì hầu hết mọi người đều chạm tới được, kể cả những người đang bị thoát vị. Giữ thật tĩnh nhá, cảm nhận thôi, khi chúng ta ngửa thì nó dễ chịu thoải mái thôi, chẳng có cái gì cả. Còn ai đó nhá có cảm giác này hơi hững hững cái đốt sống cổ của mình một chút đấy, và mình có muốn test kiểm tra nó mạnh hơn một chút, thì mình mở miệng ra, mở miệng ra, há miệng ra đấy đúng không. Tất nhiên là không phải há to mồm miệng của mình ra, mà mình chỉ cần thả lỏng cái cơ miệng để cái hai cái hàm răng nó tách ra khỏi nhau thôi đúng không. Thì bắt đầu mình cảm nhận thấy rằng là các đốt sống cổ nó đè vào nhau mạnh hơn, quyết liệt hơn đúng không. Thì ai đó mà đang bị thoát vị nhẹ đấy, có nghĩa là mình sẽ test được kiểm tra nhanh chóng hơn đúng không, thì mình biết được ngay. Có rất nhiều người thoát vị nhẹ đốt sống cổ rồi mà cũng chả biết gì cả. Thì đến cái chuỗi bài thoát vị đốt thắt lưng thì tôi sẽ giải thích cõi kỹ hơn. Khi chúng ta thoát vị thì sẽ có hai hướng nó sẽ thoát ra. Hướng thứ nhất là lên phía trên cột sống, giả thiết như bây giờ phía trước cột sống là phần cổ của chúng ta, đấy là phía trước, phía trên là đằng sau đấy, thì nó là ở phía sau gáy của chúng ta. Khi chúng ta thoát vào trong, có nghĩa là thoát về phía trước phần cổ thì không thấy đau, còn thoát về phía sau là phần gáy của chúng ta đấy thì không những đau mà còn đau hoảng hốt, đau hoảng loạn, đau đau khiếp đảm nữa, gần như là mất hoàn toàn cái năng lực lao động và làm việc. Nhưng cái thú vị ở đây này, khi thoát về sau thì chúng ta cảm nhận cơn đau nó khủng khiếp đến mức độ như vậy thì mình rất là sợ và nhanh chóng tìm mọi cách là để giảm cơn đau đó đi, để lấy lại cái năng lực lao động làm việc của mình. Thì đấy là một cái may mắn. Nhưng ai đó mà thoát về trước ấy thì không thấy đau là gì cả, tại vì nó không chèn vào cái dây thần kinh của mình, cái gốc thần kinh của mình, thì mình không biết gì cả. Thì cứ mỗi ngày nó thoát ra một tí một chút, và cuối cùng là nó nặng hơn cả thoát vị, là chuyển thành gai, có nghĩa là xẹp hết và hoàn toàn các cái dịch ở trong đốt sống cổ của mình nó chẳng còn nữa rồi. Rồi từ từ gập đầu lên, hạ xuống nhá, tiếp tục thế lưỡi câu ngồi này, co chân thật thoải mái, đè xuống. Cũng giữ tĩnh vài phút nhé. Và khi thoát vị về phía trước mà nó hết tất cả các cái bao sơ, nó rách nó vỡ ra hết rồi, các cái dịch bên trong ngoài nó tràn hết ra rồi,
Tuy nhiên thì nó không chèn vào dây thần kinh, thì nó chỉ ở lại ở trong cái phần thịt của chúng ta thôi. Nó giống như là cái trứng cá mà buổi trước tôi chia sẻ, hay là cái chai chân ấy. Mọi người mà tầm độ tuổi tầm 40 trở lên ngày xưa là hay đi chân đất đấy, hồi thời trẻ mà hay đi chân đất mà nô nghịch đấy, thì có những cái dầm, cái mùn, rồi thậm chí là cái gai, thậm chí là sỏi, hay là thậm chí là cả là mảnh chai nó găm vào trong chân, trong thịt của mình đấy, lâu ngày quá và nó tạo ra cái ổ tổn thương là cái vết chai chân đấy, đúng không? Thì ở trong cơ thể của chúng ta, cái cổ của chúng ta nó cũng như vậy. Tuy nhiên thì nó chẳng chèn vào đâu cả, nó trở thành cái vết chai, cái thịt ở đó thôi. Nhưng theo thời gian nhá, chắc chắn là theo thời gian nó sẽ tổn thương. Thì cái việc đầu tiên mình chỉ cảm nhận đơn giản là chẳng thấy đau gì cả nếu nó thoát về trước. Nhưng theo thời gian thì toàn bộ cái bao sơ của cái đốt sống cổ ở vị trí đó, đồng thời các cái dịch ở bên trong, cái dịch nhân nhầy đấy, nó thoát hết ra ngoài rồi, nó tràn ra ngoài rồi. Thì hai cái đốt sống cổ đó nó sẽ chạm vào nhau, nó cứ mỗi ngày nó cọ vào nhau, nó phát ra cái tiếng kêu lục cục ấy, cứ lục sục ấy. Thì bây giờ ai đang lục sục ấy thì có nghĩa là thoát vị đốt sống cổ về trước ấy. Rõ ràng chẳng cảm nhận thấy đau đâu, nhưng mà xoay trái với xoay phải rất là khó, nó không còn biên độ để xoay. Chúng ta xoay sang trái cảm giác là nó mắc lại ở đó, còn xoay sang bên phải thì cảm thấy là nó dễ chịu hơn một chút, hoặc là ngửa về sau thì nó ổn ổn hơn một chút, nhưng cúi về trước thì bất lực, đúng không? Có nghĩa là thoát vị về trước thì không thấy đau, nhưng là mất hoàn toàn cái năng lực xoay của đốt sống cổ. Giả thiết như đốt sống cổ chúng ta sẽ xoay được 180 độ về hai bên, tính cả hai bên trái phải nhá, là được 180 độ, có nghĩa là đường thẳng đấy. Nhưng bây giờ nó chỉ còn được khoảng tầm 80-90 độ thôi, nhưng mình vẫn thấy bình thường, tại vì có đau đâu. Tôi vẫn làm việc được, lao động được bình thường, chỉ thấy là nó tức tức một tí thôi, đúng không? Nhưng là do trong quá khứ mình cũng chẳng có cơ hội để cảm nhận được cái cổ của mình nó xoay được nhiều, thì ra mình cũng chẳng biết thoải mái là gì cả. Và cứ như vậy đấy. Rồi chúc mừng, nó sẽ chuyển sang cái giai đoạn tiếp theo, có nghĩa là gai các đốt sống cổ. Cái xương của mình nó mẻ ra rồi, nó cọ vào nhau, nó xước ra rồi, thì bắt đầu nó mọc gai ra. Nó giống như là các cái thạch nhũ của mình đi xem ở trong các cái hang động đấy. Và gai nó chọc cho nó đan vào nhau, nó mắc vào nhau luôn, và cũng đơ luôn cái đốt sống cổ. Thì cái trường hợp mà gai rồi mà nó lại vỡ cái mảnh gai đó ra, nó mẻ cái mảnh vai đó ra, và cái mảnh gai đấy nó trôi lung tung khắp cơ thể của mình, thì bắt đầu nó xuyên vào khắp nơi. Thì thường là mọi người bắt đầu làm sao, bị chai và suy cái cơ cổ của mình ở cái cường độ rất là lớn nhé. Thì đúng là chúng ta sờ cổ của mình đấy, ở phía trước thì nhũn và lỗ ở vữa, thậm chí là lỗ ở đầu, vữa ở vừa, nhưng sờ ra cái chỗ khác nó cục 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 cục, nó rắn rắn này, rắn thậm chí là rắn cả tảng nữa cơ, chứ chẳng phải là rắn ở một 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 phần nào đó, mà cả một cái miếng thịt nó rắn. Hơi buông nhổm đây, dựng hai chân này rất là dễ nhá, hai tay nâng đó, nhưng mà đừng nâng bừa một phát nhé, lòng bàn tay hướng vào nhau nhé, cố gắng giữ thẳng cánh tay. Mọi người có nhìn thấy tôi giữ thẳng cánh tay không, chứ đừng có còng 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 như này, giữ thẳng lên. Rất nhiều người không thể giữ được thẳng nhé, thì ở đây là nhìn theo hướng thẳng, mọi người nhìn hướng ngang nhé, tôi xoay ngang này, đây là hướng ngang nhé, thẳng là đây này, từ lớp sống cùng của chúng ta đến tận đầu ngón tay nó thẳng một đường, thì đây mới là thẳng nhé, chứ không phải nó có đổ đổ về trước như này là thẳng đâu, đây là chéo rồi, đúng không? Vậy thì mình không thẳng được thì có nghĩa là toàn bộ vai gáy của mình, các đốt sống cổ của mình đang có vấn đề đấy, đúng không? Thì cứ đẩy đi, đẩy về sau. Đây là những cái test kiểm tra cực kỳ đơn giản. Những cái ổ khớp vai của mình mà nó hết biên độ, nó kéo xuống tận đến vai, đúng không? Thì cứ mỗi ngày cứ đẩy nhích thêm một chút nhá. Trong vận động giáo dục thể chất có một từ khóa là biên độ dao động của ổ khớp. Thì tôi lấy ví dụ luôn này, mọi người vừa tập vừa nhìn vừa quan sát nhé. Là hết cái cánh tay của chúng ta, đây là cái hướng không độ, đây là hướng không độ nhé, có nghĩa là hướng một, số 1, số 0 này, thì đưa về trước này, đến đây là được bao nhiêu độ nhỉ, 90 độ, quá 90 độ trước, đi xuống phía dưới này, buông thẳng này, thì bắt đầu được bao nhiêu độ rồi, chúng ta đè làm sao này, ít nhất này, nó cũng phải được ở tầm này, có nghĩa là khi chúng ta đan hai ngón tay với nhau, và giữa tay này, đọc. Cái động tác này chúng ta tập rất là nhiều đúng không, đan 10 ngón tay với nhau, rồi về sau, có nghĩa là ở cái hướng này là không độ nhé, cho đến khi chúng ta duỗi thẳng tay về sau, ít nhất nó phải ở đạt cái ngưỡng này, có nghĩa là được khoảng bao nhiêu độ nhỉ, tầm khoảng hơn 200 độ. Còn làm tốt này, chúng ta phải đẩy được cái tay của mình nó ngang với vai của mình như thế này, đúng không? Nhưng rất nhiều người là chỉ mơn mơn được như này thôi, thậm chí là tay đang ở đằng sau đẩy lên, để chúng ta tập suốt chúng ta tập cái này, đúng không? Tôi thường hay là tập hướng dẫn mọi người tập động tác như này nhá, đan 10 ngón tay vào, đúng không? Sau đó nằm người xuống,
rồi nó sẽ thẳng tay của mình lên, đẩy về sau, đẩy cao lên vai đúng không, thì tay của mình phải đạt được cái ngưỡng này thì mới đủ cái biên độ, còn thường nó chỉ ở tầm này thôi. Vậy thì từ đây mà không duỗi được thẳng ở dưới này, chúng ta chưa đạt được tầm khoảng 200 độ, chưa đạt được tầm khoảng 200 độ. Vậy thì cái biên độ dao động của khớp vai này nó từ 0 độ đến về sau đúng không, ngang vai, có nghĩa là đạt được bao nhiêu ạ? Tầm khoảng trên dưới 300 độ xoay theo đường tròn, chứ không phải chúng ta cứ cầm tay chúng ta cứ xoay tròn như này là tôi đạt được 360 độ thôi nhé. Không phải đâu nhé, đúng không? Đây tính là chỉ là biên độ dao động, biên độ dao động của khớp động thôi. Nếu muốn quay vòng 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 như này thì chỉ làm như vậy thôi. Còn khi mà có ngưỡng mắc này, đây là chúng ta giơ tay về sau là thấy mắc rồi này, mắc tôi làm tốt thì tôi giơ như này đã thấy mắc đúng không. Còn khi tôi mà móc hai cái tay vào nhau, tôi áp lực nó lớn hơn đúng không, thì nó biên độ nó tăng hơn cao hơn. Mọi người thấy rằng là tôi đẩy về xa rất là nhiều đúng không, đẩy về xa. Nhưng đầu hầu hết đa số thì ở đây có cô cách này, tôi bật cái màn hình cô cách lên thì mọi người sẽ thấy nhá. Cô cách của đây, đấy, tay của cô chỉ mòng mòng được thế này thôi. Thì ai đó mà như vậy thì có nghĩa là đang tổn thương đấy. Thì cố gắng lên. Tê rồi đúng không? Tê mới tôi có tác dụng cơ mà. Đừng có lo nhá. Tê mới có tác dụng. Thôi, buông tay của mình xuống. Rồi, buông tay xuống. Rồi, thoải mái thôi. Rồi, tiếp tục nhá. Xoay người sang bên trái. Duỗi hai chân. Úp lòng bàn chân xuống. Rồi, cúi người xuống. Thoải mái thả lỏng lưng ra. Cứ thật tĩnh nhá. Rồi, cô cách thì lại được cái lưng rất là tốt nhá, cơ khoeo cực kỳ tốt. Mặc dù thoái hóa rất là nhiều chỗ, nhưng cái cơ khoeo rất là tốt. Chị Đoan Chính cũng tập động tác này cực kỳ tốt. Đơn giản nhá, tất cả các động tác của yoga đều là cái test kiểm tra hết. Mọi người có nói dối đi chăng nữa mà tôi khỏe mà, tôi khỏe mạnh lắm, tôi khỏe mà. Thường là như vậy, nữ giới hay trả lời những cái câu như vậy, nam giới cũng vậy. Tôi cần lao động suốt ngày thì cần gì tập luyện làm gì đúng không. Cái ý thức mà mọi người sử dụng cái cơ thể của mình kiếm tiền hàng ngày đấy là khấu hao rõ ràng rồi, chúng ta làm kinh tế rồi, ai giống ai rồi, chết rồi, hết pin, lại vấn đề gì xảy ra đây, mệt mỏi quá ngon. Nó trắng hiếu mà mình ngày hôm nay chán quá. Mình đang bất lực trước cái này. Sao vậy? Ừ. Đang cam vấn đề. Hôm nay là một ngày rất là không tốt. Điều gì đang xảy ra? Nhắm vào
Màn hình trắng hiếu. Cam hồng. Ngày hôm nay là một ngày rất là thôi, trong trường hợp mọi người vẫn nhìn thấy nhá, thì chúng ta nằm xuống, dang rộng hai chân, hai tay thả lỏng và thư giãn. Nằm ngửa, dang rộng chân tay thả lỏng và thư giãn thoải mái, thả lỏng thư giãn. Thầy lát thầy tắt thử hết nguồn của điện thoại đi, thầy reset lại xem nó có hết cái vấn đề trắng màn hình không nhé. Không sao đâu, nó cứ treo ra treo vào nên nó đơ thôi, mọi người cũng nghỉ rồi mà, nằm thư giãn rồi. Buổi hôm nay rất là mạng cứ bay ra bay vào. Không sao nhá, tôi tổng kết lại toàn bộ này một chút xíu thôi, mọi người cứ nằm nghỉ thôi, các cô chú anh chị cứ nằm nghỉ thôi. Hầu hết mọi người đều không có cái công cụ để kiểm tra được tình trạng sức khỏe của mình. Có công cụ đấy, cái công cụ để nâng cấp sức khỏe của mình lên thì chúng ta có rồi nhá, và chúng ta có rất nhiều cách đúng không, thì lựa chọn đến một công cụ phù hợp nhất thôi, có thể là tập cái này hoặc tập cái khác, nhưng cái công cụ để giúp chúng ta kiểm tra được tình trạng sức khỏe của mình thì buộc mình phải ý thức thôi. Có thể là động tác yoga, cũng có thể là các cái phương pháp khác, cũng không quá quan trọng đâu. Và tránh cái trường hợp là để đến khi gặp bác sĩ rồi mà bác sĩ chỉ chỗ này đau, có đau không, chỗ khác có đau không, mà chỉ đến 7-8 chỗ rồi mà mình vẫn không phân biệt được chỗ nào chính xác và chỗ đau, thì cái công cụ quan trọng nhất chính là cái đầu của mình đó. Mình không không kiểm soát được cái cơn đau cơ thể của mình nó ở vị trí nào đó, rất là khó có thể giải thích đến chính mình còn không hiểu mình thì chịu thôi, không ai có thể giúp được mình đâu. Thì trong cái quá trình tập cứ mỗi ngày một chút, cái cường độ cơn đau mà nó tác động vào da thịt ở các động tác khác nhau, các hướng các góc khác nhau, thì cố gắng cảm nhận và gọi tên nó ra, phải gọi được tên nó ra cơ. Tất cả các thứ gì trên đời này cứ gọi được tên ra là chúng ta sẽ giải quyết được. Ngay cả cả những cái phiền não trong người mình cũng vậy thôi, các cái ấm ức trong đầu của mình thôi, mình chẳng biết nó là vướng mắc đâu đó, thì cứ gọi tên được ra, tại sao tôi lại như vậy? Đúng không? Thì tự động là sẽ có câu trả lời, một loạt các cái test kiểm tra nó ra rất là thú vị thôi. Bây giờ người ta đang bán cũng như là đang chia sẻ rất nhiều các kiến thức phát triển cá nhân như vậy. Thì cứ mỗi ngày một tí, mỗi ngày một tí nhá. Rồi các cô chú anh chị cứ nghỉ nhá, cứ thoải mái thư giãn nghỉ. Và chào cả lớp nhá. Hẹn gặp lại lớp mình vào buổi ngày mai ạ.